Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2471. Khóe miệng Hỏa Bà lộ ra vết máu, bà ta cười nói, tôi cũng vốn sắp chết già, có thể chết như này là kết thúc tốt nhất rồi. Đừng buồn cho tôi, ngoặc kép. Nước mắt Đường Tuấn không ngừng chảy xuôi, trong lòng anh chỉ có bị thương. Thánh địa thiên lý, thần kiếm thu. Anh nhớ sâu sắc những từ này. Hỏa Bà bỗng nhiên nói, tộc nhân vì tôi mà chết, tôi ở đây vì bọn họ túc trực linh cửu mấy vạn năm, về sau sẽ không có biện pháp. Bà ta nhìn Đường Tuấn, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói cậu phải sống. Sống tốt hơn bất cứ ai, cậu có nghe tôi nói không? Đường Tuấn cắn môi gật đầu. Hỏa Bà lộ ra vẻ vui mừng, bà ta khó khăn chuyển động, sau đó nhìn về một hướng nào đó. Bà ta nhẹ nhàng lau đi vết máu bên môi, gạt mái tóc rối tung lên ra sau tai, rồi đột nhiên hỏi tôi có đẹp không? Đường Tuấn hơi giật mình, không ngừng gật đầu, nói, đẹp lắm. Bà là người đẹp nhất trên đời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy là tốt rồi, Hỏa Bà cười. Bà ta vừa dứt lời, nụ cười của cũng hoàn toàn cứng đờ, linh hồn tản đi. Bà, Đường Tuấn gào khóc, khàn giọng liệt phế. Mặt Hỏa Bà hướng về một phía, chính xác là phương vị của trái đất. Đường Tuấn ôm chặt Hỏa Bà. Nhưng thân thể bà ta vẫn hóa thành ánh sáng lấp lánh dung nhập vào biển lửa vô tận. Cuối cùng, Đường Tuấn ôm cũng vô ích. Bà à, bà yên tâm, tôi sẽ sống thật tốt. Không biết đã trôi qua bao lâu, Đường Tuấn chậm rãi đứng lên. Anh nhìn về phương hướng địa cầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Mà bên kia, thần kiếm thu theo sự chập chờn của thuật đại na mang theo mọi người không ngừng đi tìm. Sau khi liên tục tìm gần trăm lần, thần kiếm thu mới dừng lại. Thuấn di tần số cao như vậy, coi như là anh ta cũng có chút chịu không nổi, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Nhưng trên mặt anh ta lại lộ ra vẻ tươi cười, nhìn thần văn cách đó không xa cuối cùng cũng dừng lại. Thần văn, là của tôi. Thần kiếm thu cười ha ha. Thánh địa thiên lý có tổng cộng 10 vị thánh tử, chỉ có vị thánh tử số 1 kia có được một quả tiên thiên thần văn. Nếu như bây giờ anh ta có được tiên thiên thần văn này, thì sẽ có được tư cách tranh đấu với thánh tử số 1 rồi. Lúc nói chuyện, bàn tay anh ta hưởng đến tiên thiên thần văn kia chộp tới, mấy người đi theo phía sau cũng đều lộ ra ý cười. Nhưng đúng lúc này, tiên thiên thần văn kia bỗng nhiên nổi lên một đoàn tia sáng chói mắt, hào quang chiếu sáng toàn bộ không gian. Một luồng gợn sóng lan ra khiến người ta sợ hãi, cả không gian đều bị phong tỏa. Không xong rồi. Sắc mặt thần kiếm thu thay đổi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Ầm ầm một tiếng, giống như âm thanh hỗn độn bị bổ ra. Thanh âm gần như truyền khắp nửa tinh vực Chu Tước. Mà không gian của đám người thần kiếm thu, không gian tựa như thủy tinh bị đập nát, vỡ vụn thành không biết bao nhiêu khối, lộ ra khu vực hư vô đen nhánh. Lấy thần văn làm trung tâm, một trận những tiếng rầm đỏ quét qua bốn phía. Thần kiếm thu trước tiên lấy ra thanh đồng cổ kiếm bảo vệ cơ thể mình. Thanh đồng cổ kiếm tỏa ra hào quang nhàn nhạt, miễn cưỡng chống lại cỗ sức mạnh đáng sợ này. Nhưng mấy người đi theo anh ta lại không có vận may như vậy. Dưới đợt tấn công đầu tiên toàn bộ đã bị khu vực hư vô cắn nuốt, chết đến mức không thể chết được nữa. Thần kiếm thu trong lòng hoảng sợ, nhưng cái gì cũng không làm được. Những người này là những vệ sĩ anh ta mới thu phục, là vốn liếng tương lai của anh ta để cùng các thánh tử khác tranh đoạt, nhưng hiện tại cứ như vậy mà chết hết. Không biết qua bao lâu, hồng mang dần dần biến mất, phá nát không gian chữa trị, trong đó lộ ra bóng người thần kiếm thu. Khụ khụ khụ, thần kiếm thu đứng ở trong hư không. Không ngừng ho ra máu. Thân hình anh ta như lung lay sắp đổ, hơi thở càng gầy yếu đến cực điểm, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới trình độ sơ kỳ của động hư cảnh. Về phần những vệ sĩ của anh ta, đều đã chết hết. Chết tiệt, lại dám kích nổ thần văn, bà ta sao lại làm được? Thần kiếm thu mắng. Tiên thiên thần văn, là một bộ phận biểu hiện của căn nguyên thế giới. Tuy rằng không cách nào để so sánh cùng căn nguyên thế giới, nhưng tương tự cũng mang theo thiên uy. Gần như không cách nào hủy diệt. Anh ta cũng là bởi vì loại nhận thức này, cho nên mới không có bất kỳ phòng bị gì. Không nghĩ tới bởi vậy mà chịu thiệt thòi lớn. Không đợi anh ta suy nghĩ kỹ, thì sắc mặt anh ta đã biến đổi mạnh mẽ. Anh ta cảm nhận được có mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đang tiếp cận. Đáng chết, những khí tức này chỉ có trình độ sơ kỳ trung kỳ động hư cảnh, nếu là trước kia, thì anh ta sẽ hoàn toàn không để vào mắt, nhưng hiện tại tùy tiện một người cũng có thể lấy mạng của anh ta. Chương 2472. Anh ta oán hận nhìn thoáng qua vị trí tiên thiên thần văn nổ tung, cuối cùng bay về một hướng khác, rất nhanh đã rời đi.
Hiện giờ anh ta đã bị thương nặng, đã không có biện pháp thuấn gì rồi. Thần kiếm thu rời đi không lâu, thì có mấy bóng người đã xuất hiện ở chỗ này. Những người này mỗi người đều là người tu hành động hư cảnh. Đây là khí tức tiên thiên thần văn, sắc mặt mấy người đột nhiên biến đổi. Sau khi hỏa bà chết, Đường Tuấn cũng không dừng lại lâu ở hồ hỏa viêm. Anh sợ đám người thần kiếm thu trở về, cho nên đem cung điện phong ấn sau đó rời đi. Anh cũng không có trở về thành Phục Liêu, mà là xuyên qua hồ hỏa viêm, hướng về thành Trấn Khúc. Điều này tương đương với việc xâm nhập vào trung tâm hồ hỏa viêm, nhưng hiện giờ Đường Tuấn có được nửa viên hỏa tự thần văn, nên hồ hỏa viêm cũng tương đương với sân sau nhà mình, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ mất một ngày, Đường Tuấn đã xuyên qua hồ hỏa viêm, hình dáng thành Trấn Khúc đã xuất hiện trong tầm mắt anh. Thành Trấn Khúc, phủ thành chủ. Cái gì, người nọ chữa khỏi thôn linh hoa chi độc, nhưng lại lấy đi của tu sĩ một phần tư căn nguyên linh hồn. Vừa trở lại thành Trấn Khúc, anh nghe Mộ Thanh nói xong, sắc mặt Đường Tuấn trở nên âm trầm khó coi. Lại là thánh địa thiên lý, trong lòng Đường Tuấn hận cực kỳ. Nhìn thấy bộ dáng của Đường Tuấn, Mộ Thanh khuyên nhủ, anh dược không cần tự trách mình, ai có thể nghĩ Đường Đường là thánh tử của thánh địa thiên lý lại hèn hạ như thế, không hỏi tự lấy. Đúng rồi, anh dược, giải thôn linh hoa chi độc của anh sao? Ngoặc kép. Đường Tuấn khẽ gật đầu, giải thích, tôi có cuộc gặp bất ngờ trong hồ hỏa viêm. Mộ Thanh nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nói, anh dược không có việc gì thật sự là quá tốt rồi. Mấy người phong ngự lôi nghe vậy cũng rất vui mừng. Tuấn lại không vui mừng nổi. Hỏa bà chết rồi, mấy ngàn vạn tu sĩ bị rút đi một phần tư căn nguyên linh hồn, mà thần kiếm thu lại không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Phong ngự lôi thấy Đường Tuấn vẫn có chút sầu dĩ không vui, nói tôi có tin tức muốn nói cho anh dược biết. Cách đây không lâu, thiên ngoại hư không xảy ra một vụ nổ lớn, bệ hạ thần triều cùng mấy vị thánh địa chủ động dùng thời không kính tiến hành điều tra, cuối cùng phát hiện là một quả tiên thiên thần văn không biết vì sao mà nổ tung. Mà vị thánh tử thánh địa thiên lý kia vừa vặn ở trung tâm vụ nổ, bị nổ đến trọng thương. Sắc mặt Đường Tuấn khế thanh đổi, anh vội vàng nói, vậy bây giờ anh ta là đâu? Đã rời khỏi tinh vực Chu Tước rồi sao? Phong ngự lôi lắc đầu, nói anh ta đã bị thương nặng, tạm thời không cách nào thuấn di rời đi, hiện tại hẳn là đã trốn đi chữa thương rồi. Có điều thần văn nổ tung nên vết thương rất lớn, chỉ sợ nhất thời không có biện pháp chữa khỏi. Anh ta trước rút ra căn nguyên linh hồn của nhiều tu sĩ như vậy, sớm đã khiến cho mọi người tức giận. Hiện tại không biết bao nhiêu người muốn giết anh ta, người tài giỏi động hư cảnh cũng có mấy người. Phong ngự lôi cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, anh ta vẫn luôn khinh thường tinh vực Chu Tước, nếu cuối cùng lại chết trong tay tu sĩ nào của tinh vực Chu Tước chúng ta, vậy mới thật sự là thoải mái. Coi như là thánh địa thiên lý, cũng không cách nào truy cứu. Ngoặc kép. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Thực lực của thần kiếm thu vốn vượt qua anh rất nhiều, trong thời gian ngắn nếu anh muốn báo thù cho hỏa bà thì gần như là không có khả năng, nhưng hiện tại thần kiếm thu đã bị thương nặng, đây là cho anh một cơ hội ngàn năm có một. Thì ra bà đã sớm tính toán rồi. Đường Tuấn thầm than một tiếng. Có lẽ từ giây phút chia lìa thần văn, hỏa bà đã nghĩ đến một màn này. Có điều anh phải tính toán thật kỹ một chút. Tuy rằng thần kiếm thu đã bị thương nặng, nhưng nội tình vẫn còn, bằng sức mạnh của anh hiện tại, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của anh ta. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Phong ngự lôi nhíu mày, lại nói có điều cũng có người đề nghị chủ động che chở cho thần kiếm thu. Trong đó cao nhất là người thiện nhân đời thứ 9 tên là Dần Thiệp. Người thiện nhân đời thứ 9 Dần Thiệp, Đường Tuấn đọc cái tên này, sắc mặt hơi trầm xuống. Dần Thiệp, tuy rằng không thuộc về bất kỳ thánh địa cùng hoàng triều nào, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh, ông ta đã đạt tới trình độ đỉnh phong của động hư cảnh. Theo truyền thuyết, ông ta là thiện nhân đời thứ 9 chuyển thế, chỉ cần tích lũy thêm một đời thiện duyên là có thể công đức viên mãn, chứng thực được đại đạo, bước vào cảnh giới thần quân. Tuy rằng không biết lời đồn này thật hay giả, nhưng tu vi của Dần Thiệp quả thật là không thể nghi ngờ. Tinh vực Chu Tước có bảng ghi chép tu sĩ đông hư cảnh chuẩn thần quân, Dần Thiệp xếp thứ ba. Xếp thứ nhất là thần đế Ly Thương của Hoàng Triều, xếp thứ hai là Độc Cô Lão Ma, người phụ trách diệt thần ở tinh vực Chu Tước. Nhưng bất luận là thần đế Ly Thương hay là Độc Cô Lão Ma, đều đã rất lâu rồi chưa từng ra tay, một lòng chứng đạo. Cho nên Dần Thiệp ở tinh vực Chu Tước gần như có thể gọi là vô địch. Tuy rằng Dần Thiệp có danh xưng là thiện nhân đời thứ 9, nhưng hành vi của ông ta lại khiến cho rất nhiều người xấu hổ. Bởi vì ông ta giả nhân giả nghĩa, đã từng giúp Ma Tu tu luyện tà đạo thuật pháp mà tế luyện mấy vạn tu sĩ cảnh giới hợp thể bị người đuổi giết,
nên Ma Tu bất đắc dĩ đành phải đi đầu quân Dần Thiệp. Mà Dần Thiệp không chỉ vui vẻ tiếp nhận, thậm chí còn giúp ông ta giết chết những người truy sát ông ta. Chương 2473. Những chuyện liên quan đến Dần Thiệp rất nhiều người biết, vì vậy nhiều người bí mật gọi Dần Thiệp là đạo đức giả đời thứ 9. Nếu như thần kiếm thu thật sự có Dần Thiệp che chở, thì chỉ sợ anh ta có thể bình yên rời khỏi tinh vực Chu Tước. Phong Ngự Lôi thở dài, ông ta cũng rất không cam lòng. Tuy Dần Thiệp mạnh, nhưng cũng không phải thật sự vô địch. Đường Tuấn thấp giọng nói. Sắc mặt Phong Ngự Lôi thay đổi, nói, anh Dược, cậu đừng làm bậy. Đường Tuấn nói, yên tâm đi, tôi sẽ không làm loạn đâu. Chuyện Hồ Hỏa Viêm đã giải quyết xong, Đường Tuấn và Mộ Thanh cưỡi truyền tống trận rời đi. Trở lại Độc Cô Cung, Mộ Thanh bỗng nhiên nói, anh Dược, vòng sơ loại vạn tiên hội đã lần lượt bắt đầu, nếu như anh muốn lấy thân phận bác sĩ tham gia, ít nhất phải lấy được tư cách thầy thuốc cấp 5. Anh bây giờ đã là đại trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung chúng ta, để công bằng, dựa theo quy định, anh nhất định phải đến Hiệp hội Y học cổ truyền để tiến hành chứng thực. Ngoặc kép, Đường Tuấn thoảng trầm ngâm, gật đầu đáp lại. Mộ Thanh lại nói, qua 3 ngày nữa, ở thành dịch sẽ có một lần chứng nhận bác sĩ. Anh Dược có thể đi tham gia. Khi vạn tiên hội bắt đầu, Độc Cô Cung cũng có rất nhiều chuyện cần làm nên rất bận rộn, tôi không có biện pháp nào để đi dịch thành cũng anh rồi. Mộ Thanh nhìn Đường Tuấn, ánh mắt ôn nhu như nước xuân. Cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy hơi há lên, hai má ửng đỏ, giống như muốn nói cái gì đó lại ngại mở miệng. Cô ấy do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, thấp giọng nói, anh Dược. Đường Tuấn bỗng nhiên nói, cô Mộ Thanh. Tôi có việc cần trở về thành Chu Tước một chuyến, nên muốn dùng truyền tống trận một chút. Ngoặc kép. Mộ Thanh ngẩn ra, dũng khí thật vất vả mới lấy được cuối cùng cũng bị tiêu tan, trong lòng cô ấy trống rỗng, tràn đầy mất mát. Cô ấy mỉm cười nói, tất nhiên là ok rồi. Cô ấy dẫn Đường Tuấn đi tới nơi truyền tống trận của Độc Cô Cung. Đường Tuấn đi vào trong truyền tống trận, trận văn dưới chân sáng lên, ánh sáng bao phủ thân hình Đường Tuấn từng chút một. Mộ Thanh đứng ở ngoài trận nhìn Đường Tuấn, cô ấy bỗng nhiên lớn tiếng nói, anh Dược. Đường Tuấn nhìn cô. Mộ Thanh đưa tay, cởi sa mỏng trên mặt ra, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Da thịt đua tuyết, hai gò má mang theo ửng đỏ nhàn nhạt, tựa như hoa đào đầu xuân làm người ta say mê. Ngũ quan tinh xảo, tổ hợp lại càng làm cho người ta không cách nào rời mắt. Cơ thể Đường Tuấn đột nhiên cứng đờ. Anh Dược, tôi chờ anh trở về. Giọng nói của Mộ Thanh khẽ run. Lại mang theo kiên định không cách nào nói nên lời. Trận văn phát ra ánh sáng bao phủ toàn bộ Đường Tuấn, cuối cùng hóa thành một cột sáng truyền vào trong hư không. Gió nhẹ nhàng thổi, làn váy Mộ Thanh cùng tấm lụa mỏng treo bên mặt cũng bị thổi, trái tim cô ấy nhảy vọt. Mọi thứ đều tuyệt vời như vậy. Thành Chu Tước nơi truyền tống trận pháp, một trận ánh sáng sáng lên, Đường Tuấn xuất hiện trong trận pháp. Nhan sắc độc nhất vô nhị của Mộ Thanh còn dừng lại ở trong đầu anh. Tất cả đều chân thật như vậy, lại hư ảo như vậy. Đường Tuấn thở dài thật sâu, anh tạm thời đè nén tâm tư khác thường trong lòng. Sau đó anh rời khỏi truyền tống trận, đi tới phủ Ly Thanh Trần. Ly Thanh Trần đứng ở cửa tự mình chào đón anh, sau khi anh ta nhìn thấy anh lại càng kề vai sát cánh, nháy mắt hỏi chuyện Đường Tuấn cùng Mộ Thanh, một chút cũng không giống điện hạ hoàng triều, ngược lại giống như một hạ vô người bạn vô lương tâm. Đường Tuấn nói chuyện đã xảy ra cùng một ít kế hoạch kế tiếp của mình cho Ly Thanh Trần nghe, sắc mặt Ly Thanh Trần khẽ biến đổi, nói, anh Dược, anh thật sự muốn làm như vậy sao? Đường Tuấn gật đầu thật mạnh. Ly Thanh Trần trầm mặc một lát, nói, tôi ủng hộ anh Dược vô điều kiện. Hôm đó Đường Tuấn đã rời khỏi thành Chu Tước ngay, mà sau khi anh rời đi, Ly Thanh Trần đã chuẩn bị đi gặp thần đế. Chương 2474. Thành Dịch, lại có tên gọi thành bác sĩ. Trụ sở chính của Hiệp hội Y học cổ truyền nằm ở đây. Không giống các thành khác, thành dịch phòng ngự thoải mái hơn rất nhiều, số lượng bảo vệ đại khái chỉ bằng một nửa các đại thành khác. Đây cũng không phải là thực lực tổng thể của thành dịch mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì thân phận bác sĩ đặc thù. Bác sĩ, thầy luyện khí, thầy trận pháp một ít nghề nghiệp ở trong tu sĩ rất nổi tiếng, và có địa vị rất cao. Mà thành dịch với tư cách là thánh địa của bác sĩ, địa vị càng cao quý không gì sánh được. Cho dù là thần đình cùng diệt thần hai siêu cấp này, cũng không dám dễ dàng tiến công thành dịch. Vừa đi vào thành dịch, là có thể nhìn thấy các loại sạp hàng trên đường phố. Trên quầy hàng hầu như đều bán các loại dược liệu cùng dụng cụ bác sĩ. Cổ đại sư tàn bản thảo, chỉ bán 10.000 linh thạch cực phẩm. Một bộ thiên nguyên châm, chỉ cần 900 linh thạch cực phẩm.
Mạc Tiểu Công ra tự tay viết phương thuốc, người có giá cao thì được. Đi trên đường cái, các loại tiếng la hét liên tiếp vang lên. Đường Tuấn không dừng lại ở những quầy hàng này, đi thẳng về phía tòa nhà của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Tòa nhà Hiệp hội Y học Cổ truyền nằm ở vị trí trung tâm thành dịch, qua 3 ngày nữa là ngày kiểm tra bác sĩ, trong và ngoài tòa nhà dòng người như nước chảy, hầu như đều là bác sĩ đến báo danh. Đường Tuấn tùy tiện tìm một đội ngũ xếp hàng. Anh à, xin cậu xuất trình lệnh bài bác sĩ của cậu. Đợi hơn nửa giờ, cuối cùng cũng đến lượt Đường Tuấn, tiếp đón anh là một cô gái khoảng 20 tuổi, khóe miệng lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Đường Tuấn đưa thẻ bác sĩ cho cô ấy. Cô gái nhìn thoáng qua lệnh bài, lại đánh giá Đường Tuấn một chút. Cô ấy liếc mắt một cái đã nhìn ra lệnh bài của bác sĩ Đường Tuấn chỉ có cấp 1, hơn nữa thời gian ghi chép trên cho thấy lệnh bài này vừa mới lấy được không bao lâu. Tuổi này mới thi được bác sĩ cấp 1, tiền đồ có hạn, thật đúng là đủ kiên trì. Cô gái thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng trong lòng cô ấy cảm thấy có chút đáng tiếc cho Đường Tuấn, nhưng tố chất nghề nghiệp trước sau như một vẫn làm cho cô ấy luôn tươi cười, nói với Đường Tuấn, lần này anh muốn khảo hạch bác sĩ cấp 2 sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, nói, báo danh một lần thì có thể tiến hành khảo hạch bao nhiêu lần? Cô gái nói, trước kia báo danh một lần chỉ có thể tham gia khảo hạch một lần. Nhưng lần này bởi vì vạn tiên hội quan trọng, nên chỉ cần anh thông qua khảo hạch tại chỗ, là có thể trực tiếp tham gia khảo hạch cấp bậc tiếp theo. Đường Tuấn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô gái lắc đầu nói, như vậy tuy rằng là thuận tiện, nhưng trên thực tế ngược lại tăng thêm độ khó sát hạch. Mỗi một cấp độ sát hạch đều cần hao phí tinh thần và thể lực nhất định, liên tục tham gia khảo hạch, tất nhiên không có biện pháp bảo trì trạng thái tốt nhất, đối với việc thông qua khảo hạch cực kỳ bất lợi. Đường Tuấn đương nhiên hiểu được đạo lý này, chỉ là hồn lực của anh hiện giờ đã đạt tới trình độ thất phẩm trung giai, hơn nữa có Tiểu Thanh ở đây, tham gia khảo hạch cấp thấp thì hoàn toàn sẽ không tiêu hao gì đối với anh. Đúng lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên ồn ào. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài trắng trăng từ ngoài đại sảnh từ từ đi vào, mặt mày tuấn tú, trông rất anh Tuấn đẹp trai. Trên mặt anh ta từ đầu đến cuối đều lộ ra một nụ cười yếu ớt, làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái. Mạc Tiểu Công gia, đẹp trai quá. Mạc Tiểu Công gia cố lên, lần này nhất định có thể thông qua khảo hạch của bác sĩ cấp 7, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cậu. Mạc Tiểu Công gia, em yêu anh. Nhiều cô gái lên tiếng, trong đó không thiếu tu sĩ có tính cách phóng khoáng, trực tiếp thổ lộ với người đàn ông trẻ tuổi. Đối với việc này, nam thanh niên chỉ ôn nhu cười. Hôm nay tôi cũng giống như mọi người, là tới báo danh khảo hạch thôi. Mọi người coi tôi như một người bình thường là được. Nói xong, nam thanh niên tìm một hàng ngũ xếp hàng. Rất trùng hợp, đội ngũ của anh ta vừa vặn là đội của Đường Tuấn. Gương mặt xinh đẹp của cô gái làm việc làm cho Đường Tuấn nhất thời lộ ra vẻ kích động, hai tay cô nâng hai má lên, run giọng nói, ồ, Tiểu Công gia xếp hàng ở đây. Vậy lát nữa chẳng phải là tôi có thể tiếp xúc gần gũi với Tiểu Công gia sao? Vẻ mặt cô ta si mê, đã hoàn toàn quên mất mình còn đang làm việc cho Đường Tuấn. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, rất nhanh từ trong đả đầu đã tìm ra thông tin liên quan đến nam thanh niên kia. Mạc Thiên Vấn, là người kế thừa duy nhất của hội trưởng Hiệp hội Y học Cổ truyền, bác sĩ cấp 6 thượng giai. Anh ta xuất thân huân quý, cho nên lại được người ta gọi là Mạc Tiểu Công gia. Chương 2475. Tuy rằng Mạc Thiên Vấn để cho người khác coi mình là người thường, nhưng không ai dám thật sự coi anh ta là người bình thường. Đặc biệt là những bác sĩ xếp hàng trước anh ta. Tiểu Công gia, người xếp hàng phía trước đi. Ai đó đã chủ động nhường chỗ. Như vậy không tốt, tất cả mọi người đều phải xếp hàng. Mạc Thiên nói. Người kia nói, Tiểu Công gia tu luyện quan trọng, làm sao có thể lãng phí thời gian vào loại chuyện nhỏ như xếp hàng này được. Có thể thuận tiện cho Tiểu Công gia, là vinh hạnh của tôi. Mạc Thiên vẫn gật đầu. Nói, vậy tôi cảm ơn cậu. Thật vậy, có một bệnh nhân đang chờ tôi trở lại để chữa bệnh. Anh ta vừa dứt lời, thì người nọ đã chủ động nhường vị trí, để Mạc Thiên Vấn xếp hàng ở phía trước. Rất nhanh, những người khác cũng nhao nhao nhường vị trí, Mạc Thiên Vấn không ngừng tiến về phía trước. Nói là xếp hàng, nhưng bước chân Mạc Thiên Vấn gần như không dừng lại. Không hổ danh là Tiểu Công gia, lại có thể được nhiều người yêu mến như vậy. Tiểu Công gia đương nhiên tài giỏi rồi, ngay cả hội trưởng cũng nói anh ta là người kế thừa nghề y. Một thế hệ bác sĩ trẻ tuổi, tôi thấy không ai có thể vượt qua Tiểu Công gia. Động tác của Mạc Thiên Vấn khiến nhiều người lên tiếng khen ngợi. Rất nhanh,
cả hàng ngũ hầu như là toàn bộ nhường chỗ cho Mạc Thiên Vấn, chỉ còn lại Đường Tuấn đang làm việc. Tiểu công gia, anh muốn tham gia khảo hạch sao? Tôi sẽ xử lý nó cho anh. Cô gái kia phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói. Mạc Thiên Vấn đang muốn nói chuyện, đột nhiên một giọng nói dẫn đầu nói, nghiệp vụ của tôi còn chưa xử lý xong. Mạc Tiểu công gia hơi giật mình, anh ta chợt cười nhìn Đường Tuấn đang nói chuyện, sau đó nói với cô gái kia Tiểu Vinh, người bạn này đã chờ rất lâu rồi, làm cho anh ta trước gì? Cô gái bị Mạc Thiên Vấn gọi tên thì lộ ra vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, nói anh ta lại không có chuyện gì quan trọng, trễ một chút cũng không sao. Tiểu công gia không cần để ý đến anh ta đâu. Mạc Thiên Vấn, như vậy sẽ phá hỏng quy định. Cô gái khoát khoát tay, nói chuyện của anh ta nào có quan trọng bằng tiểu công gia, tiểu công gia không phải nói có bệnh nhân đang chờ anh trở về sao. Mạc Thiên Vấn lộ vẻ khó xử, nói, vậy được rồi. Nói xong, Mạc Thiên Vấn muốn đi tới trước mặt Đường Tuấn. Này, tôi đã đồng ý rồi sao? Đường Tuấn có chút khó chịu nói. Lời nói của hai người này hoàn toàn không suy nghĩ đến anh, giống như là tự đạo diễn vậy. Cô gái kia nghe vậy, nhíu mày không vui nói, anh có biết tiểu công gia muốn tham gia khảo hạch bác sĩ cấp mấy không? Anh có biết tiểu công gia mỗi ngày phải chữa trị cho nhiều người không? Thời gian của ta quý giá đến mức anh có thể trì hoãn nó không? Vậy nên anh hãy nhanh chóng nhường chỗ. Đường Tuấn nói, thời gian của anh ta quý giá, chẳng lẽ thời gian của tôi lại không đáng giá sao? Cô gái cười nhạo, xin lỗi. Thời gian của một bác sĩ cấp 1 của anh thực sự không đáng giá bao nhiêu. Mạc Thiên Vấn trên mặt mang theo ý cười nói, anh này tôi quả thật có chuyện tương đối gấp gáp, anh có thể để cho tôi xếp hàng trước được hay không? Đây là một quyển y phà tôi tự tay viết, là một chút tâm đắc mà tôi đã tu luyện, hẳn là có thể giúp anh tăng lên bác sĩ cấp 3. Lúc nói chuyện, Mạc Thiên Vấn lấy ra một quyển sách. Nhìn thấy Mạc Thiên Vấn có dáng vẻ hạ thấp như vậy, còn lấy ra y phà thân thiết làm bồi thường, những người xung quanh lập tức phẫn nộ bất bình. Này, tên nhóc cậu đừng có được voi đòi tiên, không nghe thấy tiểu công gia nói gì sao? Nhanh chóng nhường chỗ đi. Anh chỉ là một bác sĩ cấp 1 mà ở chỗ này giả bộ cái gì đuôi lớn sói, cầm y phổ nhanh chóng rời đi. Nếu không tôi thấy anh thì sẽ đánh anh một lần. Anh ta sẽ không cố ý dùng loại thủ đoạn này để lừa gạt phổ của tiểu công gia chứ? Mạc Thiên hỏi cười hỏi, anh bạn, như vậy có đủ không? Chương 2476, Tiểu Vinh, làm cho anh ấy trước đi. Đường Tuấn đến nhìn cũng không nhìn Mạc Thiên Vấn một cái mà nói với cô gái kia, mau làm xong thủ tục cho tôi đi, tôi còn có việc. Vừa dứt, bất chợt sắc mặt của Mạc Thiên Vấn trầm xuống. Nắm tay gân xanh run rẩy một chút, hắn ta trầm giọng nói, Tiểu Vinh, làm cho anh ấy trước đi. Cô gái tức giận nhìn Đường Tuấn rồi lại nhìn mắt sắc mặt khó coi Mạc Thiên Vấn cuối cùng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng làm thủ tục đăng ký cho Đường Tuấn, sau đó mang lệnh bài bác sĩ ném đến trước mặt Đường Tuấn. Cầm lệnh bài di chuyển vị trí, chỉ là một bác sĩ cấp 1 mà thôi, không hiểu được cảm giác về sự ưu việt của anh tới từ đâu. Tiểu Vinh khinh thường nói. Đường Tuấn nhận lệnh bài, nói cảm giác về sự ưu việt. Vị trí này là tôi mất thời gian xếp chỗ, ngược lại tôi không cho rằng mình đã sai. Sắc mặt Tiểu Vinh có chút khó coi, bởi vì Đường Tuấn nói không sai, vốn dĩ Mạc Thiên Vấn muốn nhường vị trí hay không thì chính là tự nguyện. Thấy Mạc Thiên Vấn, Tiểu Vinh cùng một đám người vây xem, nụ cười lạnh ở khóe miệng Đường Tuấn càng thêm nồng đậm. Xem ra cũng có sự đặc thù tồn tại ở thế giới tu hành. Biểu cảm của Mạc Thiên Vấn cứng đờ, ánh mắt chớp vài cái, khom lưng hành lễ với Đường Tuấn rồi nói, Thiên Vấn sai rồi. Bọn họ là bởi vì tôi vội vã phải trở về khám cho người bệnh cho nên mới như vậy, mong anh đừng trách cứ bọn họ. Những lời này của Mạc Thiên Vấn lại một lần nữa giành được thiện cảm của những quần chúng vây xem xung quanh. Cô gái tên Tiểu Vinh cảm động đến nước mắt cũng phải chảy ra. Ở góc độ của bọn họ, Mạc Thiên Vấn rộng lượng mà Đường Tuấn thì lại ích kỷ, vô cớ gây rối. Đường Tuấn lắc lắc đầu, nói, đã có người bệnh đang đợi anh, vậy mà anh còn dám tới đăng ký. Nếu thời gian gấp gáp như vậy, không phải nên chữa cho người bệnh trước rồi hãy đến sao? Điểm danh muộn một chút thì không sao nhưng người bệnh thì chờ nổi sao? Đường Tuấn nói xong, biểu cảm của mọi người thay đổi. Đúng vậy, nếu như vậy để tâm tới người bệnh, chẳng phải nên chữa xong cho người bệnh rồi hãy tới điểm danh sao? Nhất thời Mạc Thiên Vấn nói không ra lời, ánh mắt lạnh lùng, nhìn biểu cảm của Mạc Thiên Vấn khiến Đường Tuấn cảm thấy có chút buồn cười.
Vốn dĩ không có bệnh nhân nào đang đợi hắn ta, chỉ là hắn ta thích loại cảm giác được người khác săn đón, sùng bái này. Đường Tuấn nói khiến trong nháy mắt đại sảnh to như vậy trở nên yên tĩnh. Đến khi Đường Tuấn biến mất trong đại, mọi người mới dần dần phục hồi tinh thần lại, chỉ là nhìn về phía Mạc Thiên Vấn không cuồng nhiệt như trước nữa. Mạc Thiên Vấn giật bảng biểu trong tay Tiểu Vinh mà trước đó Đường Tuấn đã điền, nhìn tên ghi trên đó sắc mặt hắn ta lại lần nữa biến đổi, thấp giọng nói, Dược Đường, chẳng lẽ là anh ta? Trong mắt hắn ta lập lòe hào quang sắc bén lạnh lùng nói, đại trưởng lão của Độc Cô Cung chỉ là bác sĩ cấp 1, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hơ hơ. Đường Tuấn đi tới đại lầu của Hiệp hội Bác sĩ, đi bên trái đường. Còn chưa đến thời gian khảo hạch, anh chuẩn bị đi dạo ở Thành Dịch một chút. Thành Dịch là thánh địa của bác sĩ, có rất nhiều chỗ đáng xem. Trong đó có một chỗ đến cả Đường Tuấn cũng rất muốn đi tham quan một chút. Rừng Bia là một nơi rất đặc biệt ở Thành Dịch. Mỗi một đời bác sĩ hội trưởng trước khi chết đều sẽ tự tay chế tạo lưu lại trên mặt bia đá, đổi ý niệm của mình vào trong đó và cùng được đặt ở một nơi. Truyền thống đến nay đã được truyền lại gần 100 đời, nhiều tấm bia đá như vậy tồn tại ở cùng một chỗ giống như khu rừng nhỏ cho nên được gọi là rừng bia. Chương 2477 là mình suy nghĩ nhiều rồi. Trong phủ Bạch Phong, trong phủ có bức tường khó. Trên thực tế bức tường đó là mô phỏng rừng bia mà sáng lập nên, mà độ khó của rừng bia cao hơn bức tường rất nhiều. Ngay cả bác sĩ thất phẩm thượng giai đều không thể giải qua tất cả các tấm bia đá. Rừng bia ở ngoại ô phía tây của Thành Dịch, khi Đường Tuấn đi vào rừng bia đã là hoàng hôn, ánh chiều chiếu xuống từng tấm bia đá khiến chúng giống như được mạ thêm một lớp vàng. Bởi vì tới gần khảo hạch và vạn tiên hội cho nên lúc này người ở rừng bia cũng không nhiều. Bọn họ phần lớn là đều tới đây tham quan chứ không phải dùng rừng bia để giải cho nên lúc này ở đây vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ hiện tượng lạ nào. Cậu nhóc, cậu cũng tới tham quan rừng bia sao? Lúc này, một ông lão một tay chống nạng một tay chắp sau lưng, còng lưng bước chậm rãi đến bên cạnh Đường Tuấn. Làn da của ông lão đã nhăn, một dáng vẻ của tuổi già sức yếu nhưng âm thanh khi nói chuyện lại trầm thấp và có lực. Ừ, Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu với ông lão. Tôi là người canh giữ bia của nơi này. Nhớ kỹ, đừng hủy hoại bất cứ một tấm bia đá nào. Ông lão cảnh cáo. Nói xong, ông ta chậm rãi rời đi, hoàng hôn xuống khiến chiếc bóng bị kéo ra rất dài. Đường Tuấn nhìn một bóng của ông lão đó một lúc rồi mới đi vào bên trong rừng bia. Rừng bia sắp xếp hàng dựa theo thời gian, càng đi vào bên trong thời gian tấm bia đá càng lâu đời. Anh đứng trước mặt tấm bia đá đầu tiên. Đây là tấm bia đá của hội trưởng Đàm Bất Cập, hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền để lại. Mắt của anh nhìn lướt qua cuộc đời và câu chuyện được ghi lại trên bia đá, cuối cùng dừng lại tập trung vào một chỗ. Huyết linh thi độc giải như thế nào? Vài chữ ngắn gọn đây chính là đề y học khó mà Đàm Bất Cập để lại. Huyết linh thi độc là một loại độc tố đáng sợ thẩm thấu vào máu và linh hồn. Độc tố đến từ huyết thi vạn năm của Kinh Khải Linh. Loại này độc tố cũng có thể giết chết cả tu sĩ của động hư cảnh. Bên dưới là Đàm Bất Cập viết giới thiệu về huyết linh thi độc và quá trình xử lý nó. Nói là ông ta để lại cho người đời sau để y học khó nhưng chính là đem phương pháp của bản thân xử lý huyết linh thi độc B chia sẻ với những người xem bia. Trong rừng bia có gần 100 tấm bia đá, những người giống như Đàm Bất Cập có không ít. Sở dĩ bọn họ để lại loại bia đá này là cảm thấy phương pháp mà bọn họ sử dụng còn chưa đủ hoàn thiện. Muốn những thế hệ sau đứng trên vai họ sáng chế ra phương pháp ưu hóa hơn. Đường Tuấn đứng ở trước tấm bia đá nhìn một hồi mới rời đi, sau đó tiếp tục xem mặt tấm bia đá thứ hai. Theo sự buông xuống của bóng đêm, Đường Tuấn dần dần thâm nhập vào chỗ sâu trong rừng bia. Lúc này rừng bia đã không còn vài người nữa rồi. Không biết ông lão bảo vệ rừng bia kia đã đứng trước tấm bia đá từ lúc nào, ông ta nhìn dáng vẻ Đường Tuấn, nhíu mày, nói chẳng lẽ mình đã đoán sai. Ngay từ đầu ông ta cho rằng Đường Tuấn cũng là người trẻ tuổi tới giải đề trên bia nhưng Đường Tuấn chỉ xem chứ không làm điều gì khác. Điều này làm cho ông lão không khỏi hoài nghi phỏng đoán của chính mình. Không phải anh ta không muốn giải bia mà là không làm được. Trong lòng ông lão bảo vệ bia hiện ra một ý tưởng khác. Ý niệm này vừa xuất hiện, ông lão đó như gật gật đầu đồng tình. Trong lòng ông ta thở dài, lẩm bẩm nói, giới bác sĩ bây giờ. Người trẻ tuổi tài giỏi càng ngày càng ít. Lần trước cậu nhóc Mạc Thiên Vấn kia tới rừng bia, một lần đánh thức 28 vị hồn thiêng trong tấm bia đá, tư chất thiên phú như vậy, ở trong giới trẻ tuổi e rằng có ít người bì kịp.
Ông ta lắc đầu bật cười, nói, dù sao không phải ai cũng đều là Mạc Thiên Vấn, là mình suy nghĩ nhiều rồi. Nói xong, ông lão liền đi vào một ngôi nhà tranh bên cạnh rừng bia bắt đầu nghỉ ngơi. Ông ta cũng không phải cao nhân ẩn tu gì đó, mà sau khi tự biết của mình không thể cải thiện liền tự nguyện tới làm trưởng lão hiệp hội bảo vệ rừng bia. Chương 2478 tên nhóc này không nghe khuyên bảo sao. Ngày hôm sau khi ông lão vừa tỉnh lại, chuẩn bị như thường ngày đi tuần tra rừng bia thì thấy Đường Tuấn đứng trước một tấm bia đá ở trong rừng bia, trên người quần áo còn dính sương sớm, hào quang buổi sớm chiếu xuống lấp lánh rực rỡ. Anh ta đã nhìn cả một đêm. Biểu cảm của ông lão hơi giật mình, ánh mắt đảo qua Đường Tuấn ở tấm bia đá đó, sau khi không phát hiện bất cứ cái gì bất thường, trong lòng thầm thở dài, thầm nghĩ, nhưng thật ra lại là một cậu nhóc quật cường, chỉ là bác sĩ cũng cần có tư chất thiên phú. Tư chất thiên phú không tốt thì dù nỗ lực như thế nào cũng không thể lên tới đỉnh cao. Những đề bài còn lại của rừng bia, càng đi dường như cũng càng khó cho nên mới xuất hiện những trường hợp như Đàm Bất Cập là khắc đề bài và nhận xét của mình lên tấm bia đá, xem như giảm bớt độ khó. Đến loại trình độ Đàm Bất Cập cũng không thể đánh thức tấm bia đá này chứ đừng nói là bên trong tấm bia đá. Ông lão xuyên qua rừng bia, đi đến bên cạnh Đường Tuấn, nói cậu nhóc, cậu nhìn cả đêm mà không có thu thập gì sao? Đường Tuấn đang suy nghĩ liền định thần lại, gật đầu nói có thu thập. Độc Cô Cung và Vương Triều Chu Tước có một số sách y học, hầu như anh đã đều xem qua. Mà rừng bia của Hiệp hội Bác sĩ lại chỉ cho anh rõ một phương hướng khác. Tuy rằng trong tấm bia nội dung y học được ghi lại rất ít, không phong phú và có hệ thống giống như sách y học của Độc Cô Cung và Vương Triều Chu Tước. Nhưng cảnh giới xưa của Đường Tuấn không bằng hiện. Từ những ghi chép lại bên trong anh có thể nhìn thấu tu vi y học và nơi học của chủ nhân tấm bia đá đó. Chỉ thời gian một đêm anh đã hiểu được rất nhiều. Ông lão gật đầu mỉm cười, nói có thu thập được là tốt. Chỉ là nội dung của những tấm bia đá nội dung không có chỗ nào là cao siêu đến cực điểm. Cậu đã nhìn một đêm, tốt nhất là nghỉ ngơi một chút, nếu không tinh thần sẽ chịu không nổi. Đường Tuấn nói cảm ơn ông đã quan tâm, tôi không mệt. Tinh thần lực của anh hiện giờ đạt tới thất phẩm trung giai, lại có tiểu thanh bồi dưỡng linh hồn nên hầu như có rất ít cảm giác mệt mỏi. Ông lão nghe vậy, thu nụ cười lại rồi nghiêm túc nói, nghe ông lão ta một câu đi, đừng cậy mạnh, nếu không sẽ khiến chính mình bị thương. Đường Tuấn gật đầu nói, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Nói xong, Đường Tuấn liền tiếp tục tham quan tấm bia đá trước mặt. Vừa rồi anh đã thu thập được một số rồi, linh quang vừa hiện. Anh ấy sợ dừng lại quá lâu sẽ không thể tìm thấy cảm giác này cho nên cho dù ông lão ở bên cạnh thì anh cũng không quan tâm. Thấy Đường Tuấn lại bắt đầu quan sát những tấm bia đá, sắc mặt ông lão cứng đờ, có chút tức giận. Tên nhóc này không nghe khuyên bảo sao. Thôi, có lẽ là lần đầu tiên tên nhóc này tới rừng bia, khó tránh khỏi có chút kích động, không thể tự khống chế. Chờ có đến khi thiệt hại rồi sẽ tự buông bỏ. Trong lòng ông lão canh giữ bia đá thở dài, xoay người rời đi. Ai biết được Đường Tuấn lại là ở lại một ngày một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau anh đã đi được 2/3 rừng bia. Ông lão đứng bên ngoài ngôi nhà tranh, nhìn Đường Tuấn ở trong rừng bia trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy rằng ông ta tuổi già, nhưng cũng là tu sĩ của hợp thể cảnh đỉnh cao, có thể nhìn đến Đường Tuấn trên mặt không có lộ ra chút dáng vẻ vất vả nào. Chẳng lẽ anh ta chỉ là ghi nhớ nội dung tấm bia đá mà không suy nghĩ? Sau khi kinh ngạc, bỗng nhiên ông ta nghĩ đến điều này. Có lẽ là như vậy, chuyện đến tên nhóc Mạc Thiên Vấn kia cũng làm không được thì sao cậu ta có thể làm được. Trong lòng ông lão khẳng định phỏng đoán của chính mình, trên mặt không ngừng lộ ra biểu cảm khinh thường rồi thấp giọng nói, xem ra lại là một tên đầu cơ trục lợi. Côn trùng mùa hè thì không thể bàn luận về băng, sao mình lại so sánh loại này với Mạc Thiên Vấn chứ? Tự cho rằng là đã hiểu rõ nguyên do trong đó nên ông lão nhân không chú ý đến Đường Tuấn nữa. Chương 2479 Độc Cô Cung cũng không thể so sánh cùng. Ngày thứ ba, Đường Tuấn lại thâm nhập vào rừng bia sâu hơn một chút, nhưng ông lão đã không có hứng thú chú ý tới anh nữa. Ngày thứ tư, ông lão kết thúc thời gian tu luyện buổi tối, từ nhà tranh bước ra ông ta nhìn thấy Đường Tuấn đang từ rừng bia đi ra. Thật giống như dáng vẻ mấy ngày hôm trước của anh khi đi vào rừng bia chỉ có điều lúc này là hướng ngược lại. Đường Tuấn từ xa xa mỉm cười một chút với ông lão. Cho đến Đường Tuấn rời khỏi phạm vi rừng bia, ông lão chạy nhanh đến xem tấm bia đá, không nhìn thấy bất cứ điều bất thường gì ở trên đó, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi quẹt mồ hôi trên trán.
không biết vì sao nụ cười của Đường Tuấn cho ông ta một loại cảm giác sợ hãi, nhưng về phần sợ hãi cái gì thì chính ông ta cũng không rõ. Có lẽ là không sao, đến một tấm bia đá cậu ta cũng chưa giải được. Ông lão liên tục nhìn vào vài tấm bia đá liền cười mỉa một tiếng, cảm thấy là mình suy nghĩ quá nhiều. Chỗ sâu nhất của rừng bia chỉ có một tấm bia đá. Chính là này chủ nhân của tấm bia đá khai sáng ra tiền lệ rừng bia. Lúc này, trên mặt tấm bia đá cổ kính Tang Thương Bia chậm rãi dịch chuyển hào quang. Xem bia ba ngày, Đường Tuấn không những không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại từ trong ra ngoài đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Không hổ là hiệp hội bác sĩ, bên trong như vậy sợ rằng Độc Cô Cung cũng không thể so sánh cùng. Đường Tuấn vừa đi đến đại lầu của hiệp hội bác sĩ, trong lòng vừa nghĩ. Cuối cùng chủ nhân của mấy tấm bia đá kia đều đạt tới trình độ bác sĩ bát phẩm. Nếu không phải anh quan sát phía trước tấm bia đá, nếu không phải anh đứng ở trên vai người khổng lồ thì cũng không dám bảo đảm mình có thể có được đáp án. Lúc này, trong một lầu các ở thành dịch. Cậu chủ, người đó thời gian 3 ngày đều ở bên trong rừng bia. Tôi nghe trưởng lão bảo vệ bia nói, anh ta quan sát tất cả các tấm bia đá, nhưng không đánh thức bất cứ một hồn thiêng của vị tiền bối nào. Mạc Thiên vẫn ở vị trí trên cao, nghe tùy tùng phía dưới báo cáo. Sau khi nghe xong, Mạc Thiên vẫn không nhịn nổi cười. Không đánh thức hồn thiêng tiền bối biểu thị rằng người xem bia không có cách nào để giải câu hỏi trên tấm bia đá hoặc là đáp án không được sự đồng ý của hồn thiêng tiền bối. Xem ra vị đại trưởng lão này của Độc Cô Cung cũng chẳng ra gì. Mạc Thiên vẫn lắc đầu nói. Tùy Tùng nói, đương nhiên là anh ta không thể so sánh với cậu chủ. Mạc Thiên vẫn nói, không cần để ý đến anh ta. Hôm nay tôi muốn chính thức thăng cấp thất phẩm, không muốn ai quấy rầy hứng thú của tôi. Khi Đường Tuấn đi vào đại lầu của Hiệp hội Bác sĩ, không ít nhân viên và bác sĩ đều có một chút sự thù địch với anh. Rõ ràng là chuyện mấy hôm trước của anh và Mạc Thiên vẫn đã bị truyền ra ngoài. Đây là anh tham gia buổi kiểm tra. Đường Tuấn lại lần nữa đi vào trước bàn của nữ nhân viên được gọi là Tiểu Vinh, cô ấy nhìn anh một cái, đập tờ giấy lên bàn, lạnh lùng thốt lên. Bây giờ cô ấy oán hận Đường Tuấn hơn bất cứ ai. Nếu không phải ngày đó Đường Tuấn quấy rối thì cô đã có thể để lại ấn tượng tốt với Mạc Thiên Vấn, nhưng tất cả đều đã bị Đường Tuấn phá hỏng. Đường Tuấn cầm lấy tờ giấy, chuẩn bị đi tham gia kiểm tra. Tiểu Vinh khinh thường truyền giọng nói từ phía sau đến, một bác sĩ cấp 1, tuổi đã lớn như vậy, còn tham gia kiểm tra cái gì? Tùy tùng của cậu chủ Mạc người ta 5, 6 cấp đều có, ra cửa cũng không soi gương. Chương 2480, đó là thầy quá yêu rồi. Sau khi Đường Tuấn vào nơi kiểm tra không lâu, Mạc Thiên Vấn cũng đi vào đại lầu của Hiệp hội Bác sĩ. Hắn ta vừa đến, vẫn là tiếng hô như nước, trong nháy mắt trở thành tâm điểm của mọi người. Hắn ta vừa vẫy tay với mọi người vừa cười đi đến trước nơi đăng ký. Mạc, cậu chủ Mạc, đây là bảng kiểm tra của anh. Gương mặt Tiểu Vinh ửng đỏ, có chút căng thẳng nói. Mạc Thiên Vấn thản nhiên cười, lúc nhận lấy bảng kiểm tra ngón tay cố ý xoẹt qua lòng bàn tay của Tiểu Vinh. Lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ngứa, cơ thể của Tiểu Vinh đột nhiên run lên, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Mạc Thiên Vấn. Hắn ta tươi cười càng thêm rực rỡ. Hắn ta thực hưởng thụ loại cảm giác được người khác sùng bái này khiến bản thân hắn có loại cảm giác trời sinh ở bậc cao rồi nhìn xuống những người khác. Hợp, loại mặt hàng này nếu không phải nhiều người nhìn như vậy bổn thiếu gia cũng không thèm nhìn đến. Trên mặt tươi cười nhưng trong lòng Mạc Thiên vẫn lại có suy nghĩ khác. Cậu chủ, người đó cũng đã đi vào rồi. Cổ của Tiểu Vinh cũng đỏ lên, cô thấp giọng nói. Không cần Mạc Thiên Vấn hỏi thì cô ấy cũng tự nói ra. Mạc Thiên Vấn cười nói, Tiểu Vinh, cô làm rất tốt. Nói xong, Mạc Thiên Vấn cầm bảng kiểm tra cũng đi vào nơi kiểm tra. Về phần sau khi được khen ngợi, Tiểu Vinh kích động giống như một học sinh tiểu học được thầy cô khen, thậm chí hắn ta còn không nhìn. Khi Mạc Thiên Vấn đi vào nơi kiểm tra thì lập tức có rất nhiều người đón với vẻ mặt hoan nghênh. Mạc Sư Huynh, lần này anh nhất định có thể thông qua kiểm cấp 7. Mạc Sư Huynh, một đám anh em chúng tôi chờ chúc mừng anh thành công. Được mọi người vây quanh ở trung gian, Mạc Thiên Vấn khiêm tốn nói, còn chưa tham gia kiểm tra, bây giờ nói những thứ này vẫn còn quá sớm. Có người nói, nếu như đến Mạc Sư Huynh cũng không thể qua thì còn có ai có thông qua. Tôi nghe nói hội trưởng vì chính mắt chứng kiến Sư Huynh thăng cấp 7 cũng đã xuất quan trước rồi.
Mạc Thiên Vấn cười nói, đó là thầy quá yêu rồi. Mạc sư huynh thật là khiêm tốn, một đám người sôi nổi nói. Đúng lúc này, ánh mắt Mạc Thiên Vấn dừng ở một tấm ván trong sân kia, trên đó có ghi danh sách những tu sĩ thông qua kiểm tra cấp 2, hắn ta thấy trên đó có ghi hai chữ dược đường. Người này cũng thông qua kiểm tra rồi sao? Mạc Thiên Vấn hỏi. Có một sư đệ gật đầu nói, người này y thuật không tồi, là một trong nhóm người thông qua kiểm tra sớm nhất. Bây giờ có lẽ là đang tham gia kiểm tra cấp 3. Tôi thấy biểu hiện của anh ta, cuối cùng có lẽ là có thể thi đến cấp 5 hoặc là cấp 6. Sắp tới Vạn Tiên Hội, rất nhiều cao thủ y đạo trước đó không tham gia kiểm tra đều tới tham gia, loại này sôi nổi nhưng thật ra rất khó gặp. Biểu cảm của Mạc Thiên Vấn hơi ngưng lại. Người đó cười nói, những người đó có lợi hại hơn thì hôm nay chủ yếu đều là làm nền cho Mạc Sư Huynh. Mạc Thiên Vấn nghe vậy, cũng không khỏi cười. Đúng vậy, hôm nay bản thân hắn mới là nhân vật chính, chẳng lẽ anh ta còn có thể một hơi thăng đến cấp 7 sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2480.